Chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Giang An. À, tiết học hôm nay chúng ta sẽ à, tìm hiểu tiếp bài 27 trong chương trình địa lý lớp 9 đó là bài thực hành à, về kinh tế biển của vùng bắc Trung Bộ và vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Ở bài 27 này có hai bài tập. Bài tập thứ nhất. Là chúng ta sẽ dựa vào các hình 24.3 và 26.1 trong sách giáo khoa hoặc là trong Atlas địa lý Việt Nam hoặc là trong tập bản đồ địa lý lớp 9 để chúng ta xác định các cảng biển, các bãi cá, bãi tôm, các cơ sở sản xuất muối và những cái bãi biển có giá trị du lịch nổi tiếng ở vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ và chúng ta nhận xét về tiềm năng phát triển kinh tế biển ở hai vùng này. À, tức là hai vùng à, Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ à, những cái câu hỏi này à, cô cũng đã giảng à, qua ở bốn à, bài đó là bài à, 23, 24, 25, 26 à, đặc biệt là bài 24 và bài 26 do đó bài tập này các em sẽ tự làm các em nhé À, bây giờ chúng ta sẽ qua đến cái bài tập thứ hai ở cái bài tập thứ hai à, chúng ta sẽ dựa vào một cái bảng số liệu về sản lượng thủy sản ở vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ năm 2002 với đơn vị là nghìn tấn để chúng ta so sánh sản lượng nuôi trồng và khai thác ở hai vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ sau đó chúng ta giải thích tại sao lại có sự chênh lệch về sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác giữa hai vùng này. để trả lời cho hai câu hỏi này thì chúng ta cần phải tiến hành thêm một bước nữa đó là chúng ta phải tính toán à, chúng ta sẽ tính cái sản lượng nuôi trồng và sản lượng khai thác của toàn vùng duyên hải nam trung bộ rồi sau đó chúng ta mới tính cái tỷ trọng à, sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác của từng vùng À, à, sau khi chúng ta có à, cái à, số liệu à, về cái sản lượng nuôi trồng và sản lượng khai thác của toàn vùng duyên hải nam trung bộ cũng như là cái tỷ trọng à, nuôi trồng và khai thác của từng vùng rồi thì chúng ta mới tiến hành à, trả lời được cái câu so sánh sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác của hai vùng À, và tiếp theo đó chúng ta mới giải thích được à, cái câu hỏi thứ hai là vì sao lại có sự chênh lệch về sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác giữa hai vùng này. À, đầu tiên, à, cô nhắc lại là chúng ta phải tiến hành một bước là chúng ta sẽ tính cái sản lượng nuôi trồng và cái sản lượng khai thác thủy sản của toàn vùng duyên hải miền Trung bằng cách nào? Bằng cách các em nhìn các em nhìn số liệu nè. À số liệu về nuôi trồng của vùng bắc trung bộ là 38,8 nghìn tấn của duyên hải nam trung bộ là 27,6 nghìn tấn chúng ta lấy hai số liệu này chúng ta cộng lại với nhau thì nó sẽ ra một cái số mới đó là 66,4 nghìn tấn đây là sản lượng nuôi trồng của toàn vùng duyên hải miền trung À, tương tự như vậy chúng ta xem cái dòng khai thác mà à, Chúng ta sẽ lấy số liệu 153,7 nghìn tấn của Bắc Trung Bộ Chúng ta sẽ cộng với 493,5 nghìn tấn của Duyên Hải Nam Trung Bộ Thì chúng ta sẽ ra được một cái đáp số là 647,2 nghìn tấn của toàn vùng Duyên Hải Miền Trung Chúng ta cho hai cái số liệu này nó tương ứng với 100% vậy thì chúng ta sẽ tính tỷ trọng của từng vùng đầu tiên là chúng ta tính tỷ trọng nuôi trồng của bắc trung bộ và duyên hải nam trung bộ trước chúng ta tính ở bắc trung bộ chúng ta sẽ lấy 38,8 chúng ta nhân cho 100 chúng ta chia tổng số là 66,4 này các em sẽ ra kết quả là 58,4% Tương tự như vậy, chúng ta sẽ tính ở chuyên hải Nam Trung Bộ nè. Chúng ta lấy 27,6 chúng ta nhân cho 100, chúng ta chia tổng số 66,4 thì chúng ta sẽ có kết quả là 41,6%. À, tiếp theo chúng ta sẽ tính cái tỷ trọng cái ngành khai thác của Bắc Trung Bộ. Bằng cách là chúng ta lấy 153,7 nghìn tấn nè. Ta lấy 153,7 chúng ta nhân cho 100 và chúng ta chia tổng số 647,2 thì các em sẽ ra cái kết quả là 23,7%. Tương tự như vậy, ở cái vùng duyên hải Nam Trung Bộ chúng ta cũng lấy cái số liệu là 400 93,5 chúng ta nhân cho 100 và chúng ta chia tổng số 647,2 thì chúng ta sẽ có cái kết quả là 76,3%. Từ cái bảng số liệu mà chúng ta mới vừa tính ra, chúng ta mới bắt đầu trả lời được cái câu hỏi thứ nhất là so sánh cái sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác ở hai vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Sau khi chúng ta so sánh rồi, chúng ta mới giải thích À, chúng ta sẽ trả lời cái câu hỏi kế tiếp là vì sao lại có sự chênh lệch về cái sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác giữa hai vùng này. À, bây giờ chúng ta nhìn số liệu, chúng ta vừa tính nè. À, chúng ta nhìn số liệu, chúng ta vừa tính nè. Các em thấy à, cái ngành nuôi trồng, ngành nuôi trồng của Bắc Trung Bộ nè chiếm 58,4%, còn Duyên Hải Nam Trung Bộ chiếm trăm như vậy nếu chúng ta so sánh về cái sản lượng thủy sản nuôi trồng của vùng bắc trung bộ thì chúng ta thấy vùng bắc trung bộ với duyên hải nam trung bộ thì chúng ta thấy bắc trung bộ chiếm cái tỷ trọng cao hơn Duyên Hải Nam Trung Bộ và cao gấp mấy lần thì chúng ta lấy 58,4 chúng ta chia cho 41,6 thì chúng ta sẽ ra kết quả là cao gấp hơn 1,4 lần so với sản lượng thủy sản nuôi trồng của Duyên Hải Nam Trung Bộ và cô nhắc lại là sản lượng thủy sản nuôi trồng của vùng Bắc Trung Bộ á, chiếm 58,4% sản lượng nuôi trồng của toàn vùng Duyên Hải Miền Trung à, và à, cao hơn gấp 1,4 lần so với à, sản lượng thủy sản nuôi trồng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Tiếp theo chúng ta sẽ so sánh cái à, dòng à, nằm ngang nè, là cái phần khai thác nè. Thì chúng ta thấy ngược lại, thì à, nói về cái à, sản lượng khai thác thủy sản của duyên hải Nam Trung Bộ, chúng ta thấy nó chiếm à, 76,3% nè trong khi đó bắc trung bộ chỉ chiếm có 23,7% thôi à, như vậy chúng ta thấy cái tỷ trọng của cái ngành, ngành à, khai thác thủy sản của duyên hải nam trung bộ cao hơn so với bắc trung bộ và cao gấp mấy lần chúng ta lấy số liệu 76,3 chúng ta chia cho 23,7 à, thì nó sẽ ra là gấp hơn 2,3 lần sản lượng thủy sản khai thác của bắc trung bộ À, như vậy à, chúng ta nhìn lại à, cái cột duyên hải nam trung bộ này thì chúng ta thấy cái sản lượng à, thủy sản khai thác của vùng duyên hải nam trung bộ chiếm đến 76,3 sản lượng khai thác à, thủy sản của toàn vùng duyên hải miền trung à, như vậy là chúng ta đã trả lời được câu hỏi thứ nhất sang câu hỏi thứ hai à, là giải thích vì sao lại có sự chênh lệch về sản lượng khai thác và nuôi trồng giữa hai vùng À, bắc trung bộ và duyên hải nam trung bộ thì chúng ta nhớ lại à, những cái kiến thức mà chúng ta đã học qua những cái bài trước là bởi vì bắc trung bộ có lợi thế hơn à, duyên hải nam trung bộ về diện tích mặt nước à, ở bắc trung bộ bờ biển có nhiều đầm phá nông có nhiều bãi triều nhiều diện tích đất ngập nước à, do đó có lợi thế hơn à, duyên hải nam trung bộ về à, sản lượng à, thủy sản nuôi trồng à nhưng à, nếu mà chúng ta so sánh về sản lượng khai thác thủy sản thì vùng duyên hải nam trung bộ lại có nhiều bãi cá, nhiều bãi tôm lớn à, và có tới hai ngư trường lớn đó là ninh thuận bình thuận à, và hai cái quần đảo hoàng sa và trường sa nên cái sản lượng khai thác thủy sản của vùng duyên hải nam trung bộ à, cao hơn nhiều so với bắc trung bộ như vậy là chúng ta đã giải đáp được hai câu hỏi của cái bài tập số 2. Chúng ta đã hoàn thành cái bài tập số 2. À, để củng cố lại những kiến thức mà chúng ta đã học qua các bài 24, 25, 26, 27, cô và các em sẽ cùng nhau trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm như sau. Câu hỏi thứ nhất, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ giống nhau về a thời tiết khí hậu b tài nguyên khoáng sản c sự phân hóa địa hình theo hướng tây đông và d là thành phần dân tộc vậy để trả lời câu hỏi thứ nhất này chúng ta sẽ chọn đáp án nào trong bốn đáp án a b c và d các em chúng ta sẽ chọn đáp án đúng nhất đó là đáp án c Chúng ta qua đến câu hỏi thứ hai Ở vùng Duyên Hải, Nam Trung Bộ, hiện tượng sa mạc hóa có nguy cơ mở rộng ở các tỉnh A. Quảng Nam, Bình Định B. Phú Yên, Khánh Hòa C. Khánh Hòa, Ninh Thuận và D. Ninh Thuận, Bình Thuận Chúng ta nên chọn đáp án nào trong 4 đáp án game? Chúng ta sẽ chọn đáp án D là đáp án đúng nhất Ninh Thuận, Bình Thuận à, là hai tỉnh nằm ở cực nam của à, duyên hải Nam Trung Bộ, nằm ở phía nam của vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Câu hỏi thứ ba à, ở vùng ven biển Bắc Trung Bộ có những cái hoạt động kinh tế chủ yếu nào sau đây? A à, trồng cây công nghiệp lâu năm, B chăn nuôi gia súc lớn như trâu, bò, C trồng cây à, hàng năm như là lạc, vừng sản xuất công nghiệp và d là trồng rừng canh tác nương rẫy. Chúng ta sẽ chọn đáp án nào là đáp án đúng nhất trong các đáp án em? chúng ta sẽ chọn câu C là trồng cây công nghiệp hàng năm như lạc vừng và sản xuất công nghiệp. Tiếp theo câu hỏi thứ tư. Vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung gồm những tỉnh nào? A Thanh Hóa thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. B. Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. C. Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, Phan Thiết, Quảng Ngãi, Bình Định. Và D. Là Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Phan Rang và Bình Định. Trong 4 đáp án, chúng ta sẽ chọn đáp án đúng nhất, đó chính là đáp án B. Câu số 5 Thế mạnh kinh tế hàng đầu của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ là A chăn nuôi gia súc lớn, B khai thác lâm sản, C trồng à, nuôi trồng thủy sản và D là kinh tế à, biển và du lịch. Chúng ta sẽ chọn đáp án nào, các em? Chúng ta sẽ chọn đáp án nào là đáp án đúng nhất nè? Đó chính là đáp án đáp án D. À, như vậy là vừa qua cô và các em đã thực hiện à, hoàn tất à, cái bài. À, thực hành 27 à, bài học hôm nay đến đây kết thúc à, các em ở nhà các em sẽ ôn lại cho cô các bài ừ, đầu tiên là các em sẽ ôn lại bài 25 26 à, đây là hai bài thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ à, rồi tiếp theo đó các em có thời gian các em sẽ ôn tập cho cô à, các cái bài kế tiếp đó là bài 20 21 Đây là hai bài thuộc vùng à, đồng bằng sông Hồng à, và bài 23 24 thuộc vùng à, Bắc Trung Bộ à, chúng ta sắp thi học kỳ 1 à, như vậy nội dung thi học kỳ 1 cô sẽ à, cho ra 3 vùng kinh tế này đó là vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ vùng Bắc Trung Bộ và vùng đồng bằng sông Hồng à bài học mà hôm nay đến đây tạm dừng à, cô chào tạm biệt các em hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.